Tháng 7 năm 2022, Ford Việt Nam chính thức trình làng Ford Everest 2022 hoàn toàn mới với rất nhiều những nâng cấp đáng giá. Xe được phân phối với tổng cộng là 4 phiên bản với mức giá bán dao động từ 1 tỷ 099 tới 1 tỷ 452 triệu đồng, cao hơn so với phiên bản cũ từ 30 tới 50 triệu đồng. Sau khi điều chỉnh giá bán, Ford Everest 2022 trở thành mẫu xe có giá bán cao nhất phân khúc SUV 7 chỗ ở tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên đổi lại, mẫu SUV đến từ thương hiệu Mỹ được trang bị thêm vô số các đồ chơi và công nghệ mới, vượt trội hơn rất nhiều so với những đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mitsubishi Pajero Sport. Bước sang thế hệ mới, Ford Everest 2022 sở hữu một diện mạo được lột xác hoàn toàn với kiểu dáng góc cạnh nam tính hơn hẳn đời cũ. Xe được trang bị hệ khung cầm mới, vì vậy kích thước tổng thể dài rộng cao đều nhỉnh hơn so với thế hệ tiền nhiệm, lần lượt là 4.914mm x 1.923mm x 1.842mm. Chiều dài trục cơ sở được kéo thêm 50mm, cụ thể là 2.900mm. So với đời cũ, Ford Everest 2022 dài hơn khoảng 22mm, rộng hơn 63mm, cao hơn 5mm so với đời cũ. Khi đặt cạnh đối thủ như Toyota Fortuner 2022, Ford Everest tỏ ra đô con hơn hẳn khi dài hơn 119mm, rộng hơn 68mm và cao hơn 7mm. Nhìn trực diện ở phần đầu xe, Everest 2022 sẽ khiến khách hàng dễ liên tưởng đến những mẫu xe bán tải full size cỡ lớn F150 của Ford. Cụm đèn trước có đồ họa hình chữ C ôm lấy thanh ngang trải dài gần hết bề rộng của xe. Cách tạo hình này giúp phần đầu xe trông hầm hố và bề thế hơn đáng kể so với đời cũ. Ở phiên bản cao cấp, Everest 2022 sẽ được trang bị cụm đèn chiếu sáng LED Matrix mới, có tính năng tự động bật tắt, tự động bật đèn chiếu góc cho hiệu năng chiếu sáng mạnh mẽ nhất phân khúc. Các phiên bản còn lại sử dụng công nghệ LED nhưng vẫn cho ra nguồn ánh sáng rất tốt. Giá đèn LED ban ngày cũng có dạng chữ C giúp tăng cường độ nhận diện. Bên dưới còn có hai cụm đèn sương mù nhằm hỗ trợ tầm nhìn cho tài xế trong điều kiện thời tiết xấu. So với đời cũ, phần hông của Everest 2022 có kiểu dáng góc cạnh, vuông vắn hơn, mang đậm chất cơ bắp kiểu Mỹ. Nhờ phần trục cơ sở được kéo dài, các vòm bánh xe đã được mở rộng giúp xe off-road tốt hơn, đồng thời tạo cái nhìn vô cùng khỏe khoắn. Làn dòng xe có cách tạo hình đa chấu mạnh mẽ, thậm chí còn có tùy chọn sơn đen thể thao, kích thước 18-20 inch. Phía bên trên là cặp gương chiếu hậu có tính năng chỉnh gập điện, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ cảnh báo nguy hiểm dạng LED, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ tùy từng phiên bản. Thiết kế đuôi xe của Everest 2022 được nhiều khách hàng đánh giá cao khi mang đến cái nhìn cao cấp hiện đại hơn. Nổi bật nhất là cụm đèn hậu LED có đồ họa độc đáo táo bạo, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Khách hàng sẽ phải cảm thấy tiếp tục bất ngờ khi bước chân vào khám phá khoang nội thất của Ford Everest 2022 nhờ cách thiết kế mới hiện đại hơn, sử dụng vật liệu cao cấp hơn. Nổi bật nhất nằm ở phần màn hình cảm ứng kích thước khủng lên tới 12 inch, được nhà sản xuất bố trí đặt dọc, khá giống với những mẫu xe điện của Tesla. Bề mặt tablo có thiết kế dàn trải theo chiều ngang, tạo cảm giác khoang lái rất rộng rãi. Everest 2022 sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp nhiều nút bấm tiện lợi. Phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước từ 8 tới 12 inch hiện đại. Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da cao cấp, trong đó hàng ghế trước có khả năng điều chỉnh điện 8 hướng. Hệ thống điều hòa của Ford Everest 2022 có hiệu suất làm mát nhanh và sâu nhờ hệ thống điều hòa hai vùng tự động, kết hợp với đó là cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Bên cạnh đó, danh sách tiện nghi trên xe còn được bổ sung thêm hệ thống sạc không dây tiện lợi. Bên cạnh đó còn được cập nhật thêm một số các tính năng khác như màn hình cảm ứng từ 10 tới 12 inch tùy từng phiên bản, điều khiển giọng nói Sing 4A, hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, đi cùng với dàn âm thanh 8 loa, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử. Nhờ phần trục cơ sở được kéo dài thêm 50mm, đạt 2.900mm, điều này giúp cho không gian để chân ở hàng ghế thứ hai trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, không gian khoang cabin còn rất thoáng đãng nhờ trần xe tích hợp thêm cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Everest 2022 được trang bị tính năng đá cốp giúp thao tác đóng mở cửa xe trở nên thuận tiện hơn. Nếu các bạn cần thêm không gian chứa đồ, hàng ghế cuối có thể gập điện dễ dàng chỉ với một thao tác vô cùng đơn giản. Ford Everest 2022 có hai tùy chọn động cơ, đầu tiên là cỗ máy biturbo diesel 2.0 i4 TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp, sản sinh ra công suất tối đa lên tới 207 mã lực tại 3.750 vòng trên phút, 500 Nm tại 1.750 tới 2.000 vòng trên phút, đi kèm là hộp số tự động 10 cấp số và hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian.
Thứ hai là khối động cơ single turbo diesel 2.0 lít i4 TDCI trục cam kép có làm mát bằng khí nạp. Cỗ máy này sản sinh ra công suất là 168 mã lực tại 3.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại đạt 405 Nm tại 1.750 tới 2.500 vòng trên phút. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp số và hệ dẫn động một cầu. Ford Everest tự tin là mẫu SUV có khả năng off-road mạnh mẽ nhất phân khúc nhờ có tới 6 chế độ lái. Hỗ trợ với đó cùng có hệ thống kiểm soát địa hình giúp chủ nhân có thể tự tin vượt qua các địa hình hiểm trở. Xe có khoảng sáng gầm lý tưởng lên tới 200mm cùng khả năng lội nước đáng gờm nhất phân khúc lên tới 800mm. Khi di chuyển trong phố, Everest vận hành êm ái nhờ sử dụng hệ thống treo phía trước, phía sau dạng độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Wacklinker. Bước sang thế hệ mới, tất cả các phiên bản của Everest 2022 đều được trang bị 7 túi khí giúp đảm bảo an toàn cho mọi hành khách trên xe. Bên cạnh đó, mẫu SUV đến từ Mỹ còn có nhiều tính năng an toàn khác như phanh tay điện tử, camera lùi, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, hỗ trợ đỗ xe tự động, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát đổ đèo, cruise control, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, kiểm soát áp suất lốp. Vừa rồi là những chia sẻ về chiếc Ford Everest 2022 của Auto Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại những video giới thiệu tiếp theo.